Lại một ngày nữa sắp trôi qua rồi, ngồi nơi đây nhìn mặt trời xuống núi, ăn năn sám hối để đời thư tha. Bao nhiêu tội lỗi của ngày hôm qua như vết dao cắt ngang lòng ta. Mặt trời đã khuất phía xa chân trời, màn đêm rơi vào bóng tôi. Con nấm bộ tan của thằng bạn tôi, nó đã lìa đời khi vừa đôi mươi. Ôi xót thương thay một kiếp tu đây. Đã có những lúc ta ngồi nghĩ, bao năm dọc ngang để được gì. Em yêu cũng đã bỏ ta đi, đường về miệt mù không lối. Ôi thân ta mang ba tội lỗi, làm như con thiếu thân vì anh em. Phát xung quê cùng vang trong đêm, rồi cuộc đời một mình ta nhận hết. Yeah. Ôi những năm tháng đã trải ra, thân xác ta rồi hoang tàn. Nơi phương xa người yêu dấu ơi, người nhìn em một đời xin lỗi. Đã bao đêm ta trong bóng tối, nghĩ đến em mà ta nỗi lòng. Ta đang đau người có biết không, ai cho ta một ngã giang hồ. Anh em đi từ từ thôi, em bị bán. Bán cần mà mấy bay làm như đi chợ, chạy cờ vậy. Rồi đi hội, đi rồi, rồi, rồi. Đi hội chú bé. Rồi. À, anh em có nghe cái gì không? Trời tẩu, trời ơi, vô cái đường bích đường giống vậy trời. Chạy. Anh em ơi, chạy. Không nghe cái gì hú hú đó. Xe cấp cứu có chạy ngang mà. Xe cấp cứu. Để... Trời ơi, thôi. Trời ơi, xe cấp cứu tưởng xem xét. Xe cấp cứu thì muốn rớt hòn giấy ra ngoài luôn á. Ra đây mới. Chạy đi đại cơ. Mời sếp ơi, rơi rớt hơi nhiều ấy sếp ơi. Bình tĩnh sếp ơi. Mình chạy núi rồi, xe đi chúng đó không được anh em ơi. Xe mình xe bự mà, 4 chỗ mà. Xe nó chạy là đừng xe mình được. Bắn nó thì mình bắn nó thì mình bắn chết nó thì mày đâu lấy hàng được. Không mà anh em thấy em đúng nói đúng không? Đây mặt nạ là con nó biết còn nghe tiếng Anh là biết liền thấy không? Mình có nên mật phục để quay lại xử bọn nó luôn không nhỉ? Này mình cởi quần áo ra đi. Mình phải quay lại cướp đại hàng chứ. Mình cởi quần áo ra. Ủa mà cởi luôn quần. Thôi nè. Nhớ thắt dây an toàn nha. Chạy nó cứ chạy thôi, cứ theo chân mình chạy thôi. À đeo hổ rồi em ơi. Đi xếp ơi. Tắp xe vào lề. Tắp về chứ tao. Chạy tới cổng chắc mình bắt tung. Tới anh em ơi, cứ chạy đi thôi, gần tới rồi. Chạy đi, chạy thẳng đi.
Giờ bán đi. Má, bọn nó cũng vào bán này em ơi. Quan tới, quan tới. Tiếng, chú bảy ơi, chú bảy ơi. Tiếng của mày chạy, chạy lên đây mời. Chạy, 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 chạy. Chạy, chạy, chạy. Chạy, chú bảy ơi, chú bảy ơi. Chạy, 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 chú bảy ơi. Công an tới rồi, chạy chú bảy. Chết mẹ rồi. Thấy chưa, nãy hai anh kia là công an chị đấy. Ê, tao lên lộn chỗ rồi. Còn xuống xe yêu cầu. Tắt máy xe xuống xe. Trời trời. Ê, lên 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 lên. Đó đi đâu vậy? Xe xuống xe đi. Lên xe anh Hải rồi. Hay rồi. Hay được đâu. Không chạy được đâu. À, chú bị. Thực ra thì quả đó là anh với chú Bảy hy sinh để anh em trốn thoát thôi. Đúng không chú Bảy? Đúng vậy. Anh lạc đường thôi. Anh chê 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 sao mà em chạy được lần này chạy. Vậy cho quả nó hit coi đi chú Bảy. Chết mẹ chưa. Xe phanh. Ô dạ. Chạy từ từ thôi em anh. Tắt máy xe xuống xe đi. Tắt máy xe xuống tấp á. Còn quên bảy đầu chọc. Chú dạ. Ôi trời ơi chú Bảy ơi. Chú Bảy ơi. Chú vừa chạy chú vừa chờ cảnh sát à. Anh em sao rồi, tôi chạy được rồi mọi người. Tắt máy xe xuống xe. Mời anh cảnh sát có di chuyển chỗ khác nha. Chạy chạy chú Bảy ơi, tụi kia bị bắt rồi. Trời trời. Anh em cứ tự bị chở, để em chạy qua em trước cho. Thôi anh em ơi, bật radio lên kêu mấy nhóc đó đâu có tiêu hết trơn rồi. Không thấy nó nói gì có nghĩa là nó bị bắt rồi đấy. Rồi, nghe em ru luôn hả? Im lặng, tôi bắt. Rồi, ai khóc nói đâu này. Để mình đi bắt. Cứ đẩy lên đi, bọn con sợ, bọn con sẽ rút à? Bạn chỉ thiên dạ này. Ây à, ây à, ây à, bắn chết kìa. Ây à, ây à. Bắn thương kìa. Ôi giời ơi, cướp xe của mình kìa. Dưới heo lấy xe hạng. Họ lấy luôn xe của tôi rồi. Xe hạng lõi. Quá thằng mẹ linh anh thề của mình anh em ạ. À, lấy xe đuổi theo anh em. Lấy xe đuổi theo anh em ơi. Đập nó luôn ơi.